kể chuyện lần đầu tiên tôi và Harris gặp nhau. Chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện đó. Kita bercerita tentang bagaimana aku dan Harris pertama kali bertemu. Mari kita lanjutkan cerita itu. Saatnya bucin. Bucisat apa? Kun. Bismillah. Saatnya bucin. Again, lớp bọc gan. Đúng là sô-cô-la, thật là ngọt ngào. Đúng là sô-cô-la thật là ngọt ngào, nhưng chắc chắn không ngọt ngào bằng udin của tôi đâu. Tình yêu của udin dành cho tôi. Memang benar coklat itu manis sekali, jadi yang pasti tak semanis rasa cinta udin padaku. Cokoli. Đây là hộp quà tôi ăn mừng 10.000 trái cây màu cam. Ini adalah kotak hadiah yang saya berikan untuk merayakan 10.000 ikan jeruk. Ya. Ini adalah kotak hadiah perayaan saya yang berisi 10.000 hati oranye.
tin đâu. Đúng vậy, Việt Nam chúng tôi sẽ ăn Tết Nguyên Đán vào tháng 2. Benar sekali, di Vietnam kita akan merayakan tahun baru Imlek di bulan Februari.